Ngày 22 tháng 11, Công an huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng cho biết đã hoàn tất việc khám nghiệm tử thi và bàn giao thi thể thầy giáo Đỗ Xuân Thuận, SN 1960, trú huyện Hòa Vang, Đà Nẵng, cho gia đình làm lễ mai táng. Thầy Thuận trước đó được phát hiện tử vong do lửa thiêu tại cánh đồng ruộng gần nhà. Công an huyện Hòa Vang kết luận, thầy Thuận tự thiêu do bệnh trầm cảm. Gia đình nạn nhân cho biết, trước khi sự việc xảy ra, thầy Thuận vẫn sinh hoạt bình thường. Tối 19/11, thầy Thuận còn mua nem chả ăn uống vui vẻ với mọi người. Thầy Cáp Vi Hà, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Đỗ Thúc Tịnh nơi thầy Thuận công tác cho biết. Trong ngày 19 tháng 11, nhà trường tổ chức lễ tri ân ngày N Hà giáo Việt Nam. Thầy Thuận vẫn đến chung vui với mọi người và hoàn toàn không có biểu hiện bất thường. Thầy Hà cũng cho biết, thầy Thuận mắc bệnh trầm cảm từ cách đây 7 năm khi đang giảng dạy môn vật lý. Nhà trường phải điều chuyển thầy Thuận xuống làm việc chăm sóc cây cảnh trong nhà trường. Nhà trường luôn động viên thầy giữ gìn sức khỏe, làm các công việc nhẹ nhàng. Mỗi ngày, thầy chỉ đến trường làm việc một vài giờ đồng hồ rồi về. Khi điều chuyển công tác thì thầy vẫn vui vẻ chấp nhận và không có khiếu nại, khiếu kiện gì. Mọi chế độ của một giáo viên vẫn được giữ nguyên. Ngày 19 tháng 11 vừa qua, nhà trường tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam, thầy Thuận vẫn đến chung vui. Chúng tôi rất bất ngờ khi thầy tự thiêu và sẽ tổ chức đến viếng, thầy Hà nói. Được biết, thầy Thuận có 37 năm công tác trong ngành giáo dục và gắn bó với trường trung học cơ sở Đỗ Thúc Tịnh từ năm 1992 đến nay.